Tới chùa nè, cái đẳng cấp nghỉ ngơi của mình nó khác với người bình thường một chút. Đó là mình biết quay về hẳn với con người của mình. Mình đi tới chùa á, mà sau một ngày làm việc về á, với cái tâm mình nghĩ là đi tới chùa để kiếm một cái gì đó để nghỉ ngơi á, thì mình không bao giờ đi chùa lâu. Bởi vì mình tới chùa mình kiếm hoài nó không ra. Bây giờ tới chùa là buông mà. Người nào mình buông giỏi thì người đó đi chùa bền. Còn người nào mà nghĩ tới chùa kiếm, đạt được, thêm, cầu, nguyện, mong, vân vân, mang cái nội dung tâm đó đến chùa, thì chắc chắn người đó đi một thời gian mất. Và không có cái tình thầy trò với ông thầy trụ trì hay những vị tu hành ở trong chùa đó. Lần lần cái tới thấy chùa cũng giống như bình thường, là tự động nó giãn ra lần lần. Vấn đề ở đây là mình lấy cái tâm chợ quán là làm để có kết quả. Cái gì mà nó có kết quả thì mình mới làm. Thì mình áp dụng cái công thức của cái tâm chợ quán đó vô trong chùa tâm linh, rằng hễ tôi tới, tôi cầu, tôi được thì tôi mới tới. Không, một thời gian, goodbye. Chứ hạn như mà con người tu mà ứng dụng cái cách vận hành của cái tâm là chợ quán đó đó, mua và bán ấy đó, đổi chác ấy, mà con dạy học, con trao truyền cái kinh nghiệm tu tập của mình theo kiểu chợ quán ấy, thì dạy một thời gian nữa không muốn dạy nữa, bởi vì nó không có thấy lợi lạc gì hết. Tức là mình đang đầu tư, mình đang thực hiện một hành động và mình muốn có kết quả. Thì cái tâm mà làm một thứ mà muốn có một thứ sau cái hành động đó là cái tâm chợ quán. Tức là cái tâm mua bán, tức là cái tâm kinh tế, tức là cái tâm đổi chác. Cho nên mình đi chùa á, hoặc là người tu giống như con á, phải thường xuyên cẩn thận cái tâm chợ quán đó. Cái tâm mà hễ nó làm một cái gì, nó nói một cái gì, nó tiếp xúc với một mối quan hệ nào, nó ở một không gian nào là cẩn thận. Mặc dù là ở trong nơi thanh tịnh về hình tướng, nhưng cái tâm nó vận hành là cái tâm bất tịnh ở ngoài chợ quán. Như vậy chùa hay chợ không phải là cái hình tướng của gạch xi măng, mà là cái nội dung ở bên trong cái hình tướng đó. Nội dung không phải là nội dung là con người của cái thân xác, mà là tâm tư vận hành ở trong cái thân xác đó luôn. Tức là tới hai lớp nội dung rồi đó. Trong cái chùa có người tu, và trong cái con người tu đó có một thứ nữa. Này, người tu cũng vậy, mà người Phật tử tới chùa cũng vậy. Khi mình tới chùa với một cái nội dung tâm chợ quán, tức là lên cầu xin, tu tập và mong mỏi qua cái hành động ngồi thiền, lạy Phật, sám hối, nghe kinh ABC gì đó, mình mong được một cái gì đó. Và cái tâm đó đi chùa không có bền. Và tự động long thần hộ pháp, linh thiêng, những người phi nhân hộ trì tam bảo, họ thấy, họ nhìn này nè, này tới chùa mang cái tâm bất tịnh, mình cúi xuống mình lạy Đức Thế Tôn với một cái lạy mà mình cầu xin đủ thứ, là cái tâm bất tịnh. Mình cầu những cái thứ mà ông Phật không có, ông bỏ hết trơn, lấy đâu ông cho. Nó có cái mâu thuẫn đó đó. Cho nên mỗi lần mình lạy không phải mình cầu, mà là mình buông. Mình buông cái mong mỏi, cái cầu xin của mình á. Mình buông ngoài cửa kia kìa. Và thực ra mình nên buông ngoài cổng kia nè, trước khi mình vô cửa. Và thực ra mình nên buông ở ngoài ở nhà, trước khi mình nghĩ tới chuyện đi chùa. Nhưng cái chùa nó đâu có ở đây, bê tông cốt thép nó đâu có hỏi thế nào là buông bỏ đâu, nó đâu có hiểu ai này. Cho nên chùa nó ở trong này. Rồi mình đi chùa tức là mình tìm những cái thứ mà trong này nó có sẵn, nó tương ứng với cái tâm đó, là cái tâm buông bỏ, cái tâm cho đi, cái tâm thương yêu, cái tâm bao dung. Thì cái tâm đó là chùa. Hãy có cái tâm đó là người nào, người đó lúc nào cũng muốn tới tìm cái nơi mà cái tâm đó nó muốn an trú, gần gũi. Có những cái ghiền nó làm cho mình tích cái đức, cái phước lên và gần những con người thanh tịnh, thiện hữu tri thức. Cái lời họ nói, cách họ đi,
cái kiểu họ sống mà mình ghiền được. À, cái đời sống thanh tịnh cao thượng đó thì mình cũng có những cái thứ ở trong lòng mình tương ứng đó nha. Còn nếu không á, mình không có thích ở những cái thứ mà trong tâm mình nó không có. Không, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Để mình lên chùa mình ở mà mình bước vô trong chánh điện, về nhà rồi đó, bỏ hết người kia, khỏe quá Phật ơi. Tình dành trực giữ một ngày sao con vô đây con thấy giống như ở nhà vậy đó, là biết. Làm biết cái tâm của mình nó có cái thứ đó. Còn bước vô mà nó nhìn, nó ngó. Nó ngó đông, nó ngó tay, nó vô cái rồi đi ra. À, lạy nó cũng không muốn lạy nữa. Nó thấy toàn là bê tông cốt thép, là nó thấy toàn là danh lợi tình, nó thấy toàn là mua bán đổi chác, giống y như cách tâm thức nó vận hành ngoài kia. Nhưng mà có người nào đó họ tự động họ bước vô, họ không biết Phật biết chùa gì hết đó, nhưng mà họ thấy họ tiến tới chậm rãi hơn bằng cái tâm cung kính hơn, cái bước chân của họ sao thấy nó nhẹ mà nó yên hơn ở trong cái chánh điện không gian tĩnh lặng này. Họ tìm được một cái gì đó mà họ không giải thích được, cái họ tiến tới gần Đức Thế Tôn, cái họ lạy xuống một cái, họ yên dưới đó một hồi lâu dưới đất, đứng lên nhẹ nhàng, gương mặt họ sáng sáng lần lần, họ lạy thêm hai lạy nữa và họ ngồi xuống đó một chút nữa đó. Mỗi lần mà mình đi chùa, mình bước vô chánh điện, mình có làm như vậy không? Mình có ngồi lâu hơn một chút, mình tới chánh điện mình có lạy xuống không? Mình thấy Đức Thế Tôn ngồi đó và giống như cha già đợi mình về nhà, để mà mình cảm giác là được người cha đón về nhà, có cảm giác ấm áp, có cảm giác nhận ra mình qua cái hình tượng Đức Thế Tôn đó không? Nhưng mà tại sao mình thấy một cái hình tượng bình yên như vậy mà cái tâm mình nó không chạm được cái thứ trong này, tức là trong này nó đang dông bão, thì cái thứ bình yên bên ngoài làm sao nó tương ứng mà nhận ra? Cho nên anh thấy Đức Thế Tôn ngồi mỉm cười trong tĩnh lặng vững vàng và đầy từ ái như vậy mà lòng anh không cảm được. Vậy là cái điện thoại của anh nó từ cái cảm ứng nó thành cái đập đá mất tiêu rồi. Bồ Tát Sa Đà Nam Gacchami.